Thế nào là chế độ dinh dưỡng và thói quen lành mạnh? Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh giúp ngăn ngừa nguy cơ béo phì là chế độ dinh dưỡng giàu các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể nhưng ít calo. Ngoài ra, bạn nên thiết lập một số thói quen sau. 1. Ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh và ngũ cốc, các loại thịt nạc, tránh những món ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, không nên sử dụng đồ ăn nhanh, tác nhân gây bệnh béo phì nhanh chóng. 2. Hạn chế ăn nhiều đồ ngọt và các loại nước có ga. 3. Ăn đủ bữa. Nếu thường xuyên có cảm giác bị đói bụng thì nên chia nhỏ thực đơn thành nhiều bữa để xua đi cảm giác đói và cơ thể vẫn cung cấp đủ dưỡng chất. Đặc biệt, bạn không nên bỏ bữa sáng vì nó có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi, tạo cảm giác đói nhiều và làm cho bữa ăn sau bạn ăn nhiều hơn bình thường, gây dư thừa năng lượng và tăng tích mỡ. 4. Bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, có thể là nước lọc, sữa tươi không đường và các loại nước ép trái cây tươi. Tránh sử dụng các loại nước ép đóng chai vì nó chứa hàm lượng đường cao và các chất bảo quản không tốt cho sức khỏe. Hãy ăn đúng, uống đủ, tinh thần thoải mái, vận động hợp lý để có một cân nặng lý tưởng và một sức khỏe tuyệt vời bạn nhé.